Xin chào anh em. Một cây Yamaha để giới thiệu với anh em Yamaha của Nhật nha. Đây là FG152 made in Japan, được sản xuất tại Nhật. Cây đàn này là rất là nhiều chục năm rồi anh em. Series này là 450 tuổi rồi. Chất lượng tốt nha anh em nha. Chất lượng tốt, đàn là nguyên zin hết. Đàn cũ lâu năm thì nó hơi lướt xước chút xíu nha. Anh em nhìn tổng quan nó vẫn đẹp nè, đúng không? Tổng quan cây đàn vẫn đẹp. Đây nó xước miếng nhẹ nha anh em, ngoài lớp sơn thôi. Đó, còn lại là ngon lành. Thì anh em mua những cái đàn này là chủ yếu mình mua âm thanh, mua chất lượng của cái đàn, mua âm thanh nha. Còn ngoài thì chắc chắn là nó hơi lướt xước rồi, mấy chục năm rồi anh em, chạy xước là chuyện đương nhiên rồi nha. Khóa của nó là khóa Yamaha, khóa zin chính hãng luôn nha anh em nha. Vặn rất là ngon lành, cần phím thì ok. Cần phím là mình đã canh chỉnh ở cái mức rất là đẹp rồi. Mình chơi là rất là chuẩn rồi nha anh em nha. Êm tay, dễ chơi. Âm thì nó rất là hay. Tại vì những cây đàn Nhật lâu năm á, tiếng nó vỡ ra nó hay lắm nha anh em nha. Ngoài những cái vấn đề lướt xước linh tinh nhỏ xíu ở chỗ này nó xước này nè, nhiều nhất nè. Đó là có nhiêu đây thôi. Đó, đàn cũ mà. Không hư hỏng, không lỗi lầm, ngon lành hết nha anh em nha. Mình đang bán với giá là 2 triệu đồng. Chất lượng hoàn toàn tốt luôn. Anh em mua mà quan tâm quá những vết xước nhỏ 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 thì khó mua những cái đàn Nhật lắm. Chỉ mua những đàn Trung Quốc, Indo hoặc là Korea này kia thì nó sẽ đẹp hơn nha. Còn đàn Nhật họ sản xuất tại Nhật, thường thường những cái này nó lâu năm lắm rồi, không thể tránh khỏi những vết thẹo nhỏ nhỏ nha anh em nha. Còn chất lượng thì tuyệt vời. Ok, 2 triệu đồng Yamaha FG152. Tổng quan cái đàn này mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, anh em coi tổng quan cái mặt tớp của nó nè. Đó, hơi lướt xước nhẹ thôi anh em, nhẹ lắm, rất là nhẹ luôn, lợt lạc lắm nha anh em. 2 triệu đồng một cái đàn Nhật, âm thanh chất lượng tốt như vậy quá tuyệt vời luôn anh em. Ốc đeo dây. Lưng đàn đẹp nha, này vết xước nhỏ xíu nha, ở ngoài lớp sơn thôi anh em, chả ảnh hưởng gì hết, ở ngoài lớp sơn thôi. Chất lượng đàn là ngon hết, cần phím tem của đàn đây anh em. Made in Japan nha, tem Nhật đàng hoàng, tem này chỉ có của Nhật thôi. Đó. Khóa nè. Đó, khóa Nhật luôn nha, khóa Nhật luôn. Cái ti chỉnh cần mình nằm ở đây nha. Nhiều anh em hỏi mình đàn có ti không? Có ti nha anh em. Ở trong nó có cái lõi sắt bự nhưng mà nó nằm ở trên đầu chứ không phải nằm ở dưới. Đây, dây action. Dây số 1 chuẩn đẹp luôn nè, ngay mức chuẩn nha anh em. Dây số 6 nè, chuẩn đẹp nha. Đó, thấp hơn chuẩn miếng luôn, ngon lành, chất lượng tốt. Rồi mình rải test cần phím cho anh em coi trước nha, test cần phím anh em coi. Cần phím ngon lành nha. Không rè, không tẹt, không lỗi phím nào hết. Rồi mình sẽ rải vài hợp âm, anh em nghe và cảm nhận cái âm mọc của đàn nha. Đàn lâu năm, âm nó vỡ ra tiếng rất là hay. Chất lượng tốt, âm hay, hàng của Nhật Yamaha chính hãng nha anh em. Giá mình đang bán là 2 triệu đồng. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để ở phần tiêu đề và phần mô tả. Anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.